Đồ đất quyền thoại của Hàn Quốc nha. Đất của hợp trùng. Tại vì có anh chị cô chú nào không biết các em gì đó mà có nói là cái đồi đất đâu rồi. Không có. Mình đúng dịp mình xài theo món, tùy theo món mới ngon chứ đâu phải nồi nào cái nào cũng làm nồi đất được đâu cả nhà. Rồi hôm nay bây giờ đầu năm, bây giờ là mình hồi hôm trước thì mình đã đi ăn cơm này kia, ăn đồ ăn ngon rồi trên núi à. Nhưng mà hôm nay là mình để mình làm cái món cá cá cua khô quẹt, món đạm bạc của miền Tây mình. Cái món mà nói chung là chắc rất nhiều anh chị và các bạn thèm nha, chứ hôm nay thịt cá hơi bị nhiều rồi đó. Hơi nhiều nên rất là ngán. Bây giờ hôm nay là món này của dành cho vua ăn nha. Nói chung vua ăn nhưng mà mình đãi cho hôm nay mình đãi cho cả nhà ăn nè. Cá con mấy con mà. Cá con mấy con mà. Cá này khó bắt lắm nha cả nhà. Này không biết bắt là ta bắt không có được đâu đó. Không gian bắt đây. Ồ cái ông quên nữa. Ngày bắt cá, ngày siêu đi, ngày quan mà. Hôm nay có siêu đi, hôm nay mình cho phép bắt nhưng mà tại cá không còn nhiêu chân. Tại hôm kỳ rồi là mình tính để bắt mớ để dành mặn. Để dọng trong hồ đằng Tết ăn cả nhà và bắt bị thất thu không có cá. Rồi nó làm ai đó. Mấy con lè que con như ăn đỡ cả nhà, bây giờ có gì ăn cái đó, bây giờ nhỏ thì mình cũng nhỏ, không có cá xịn rồi. Bây giờ bắt hai con cù làm thịt đỡ đi trời. Nuôi hai con cù mà thôi. Hai con cù này của chú Tấn cho mình đúng không nha, mình để cho dưới nó giữ cá. Cù ở trên bờ giữ cá là mình đem xuống dưới hồ giữ cá. Đó, có gì bắt đó đi. Cá thì ngon là mình cảm thấy con quẹt được thì bắt. Có cá bóng. Cá sạch. Đâu đâu được, còn cá bóng nữa. Đồ quý không. Ồ, đồ quý không, ông này không có con nào hết trơn. Không có con nào hết trơn. Trời ơi. Không kịp. Sao? Nấu cho nó đỡ một tí đi mình mới chắc. Không kịp rồi không sao là sao? Rồi nó không có sao. Không có gì hết. Chưa có gì hết. Nó tràn nhiều lỡ tắt bếp luôn á. Đó nãy giờ mình sẽ bắt nha cả nhà. Bình thường bắt dễ lắm, bữa nay làm gì bắt khó vậy? Cái này là tại không có cá đâu mà tại chỗ. Ơi có mà tại vì bắt ít. Còn chồng chồng còn cái nhà mà thư cố bà đặt làm màu không rồi. Thôi cái này không có Tết, Tết nhất nên bắt làm màu. Bình thường thì trời ơi xin anh đi ông nội tôi cũng xúc sập cái hồ bữa nay cá nhóc chơi bắt được mấy con anh ơi. Cá nó ngay ít thiệt cả nhà ơi, ít nhưng mà cũng còn mới chồng chồng á, mà tại vì mình xả nước ra mình bắt được nhiều, còn không nước lỉnh đỉnh thì khó bắt. Rồi thôi có nhiều ăn nhiều nha. Đây được cả nhà ơi, mớ nè nha. Cá được mấy cá bóng, được con cá chạch nho bự dữ hả anh ơi, được con cá chạch bự quá được rồi, được nhiêu mình làm nhiêu. Hôm nay mình sẽ kho cua khô quẹt tép mỡ nha, để coi nó có khác hơn bình thường không. Hôm nay Tết á, khác là ngày Tết á. Tết nói gì được rồi nè, mày cắt được rồi đó. Để lá chuối quyền hồi. Để cái bề mặt xuống dưới tặng cho nó sạch á. Cái bề trái ở trên nè. Tại vì cái nắp nồi đất á nó không có thể kín hơi bằng cái nắp nồi nhôm nha cả nhà. Không có nó kín hơi được. Nên lúc nào cái nắp con hạch sùng này không rõ mẻ hết miếng gì nè. Mẻ hết miếng rồi. Nên là phải mình để kín mà được. Có lá chuối rồi. Để đi mình đi bằng cá. Đường
Em cá thì Tết mà ra chợ mua có xin ngố mới sợ á. Rất có mắc tiền nha các bạn. Không có á. Không có luôn hả? Ờ, giờ ra mua tôm hùm, cua hoàng đế. Không có, nhưng cái này không có đó. Thịt bò, heo, cá lóc, đồ không có đó. Cái hỗn hỉnh này giờ ai đâu mà đi bắt. Có. Cơm chín rồi, giờ kho cá. Thơm như này để vô nó mới giòn. Tiếp mở. Mở chứ. Ồ quá. Tới tiền luôn. Tới tiền luôn rồi. Nghe xèo xèo chứ, để tiếp mở vô là xèo xèo đó. Rồi có ai thèm chưa? Ai đó bụng chưa nha? Mình đó bụng rồi. Một phần mà cái này bán 500 ngàn mới bán. Tết nhất rồi mắc quá. Giá leo thang nữa nè. Giá leo thang rồi, ông tù quý mình bán 50 ngàn hả? 500 ngàn. Được có hai con, được có một con cắt ra làm hai là thành hai con. Cua quẹt luôn, trời. Cua này cua đồng nha. Chính hiệu Việt Nam mấy nè ơi. Dễ gì kiếm cua đời cá đồng. Còn cái là cua biển đi, cua quẹt không đâu. Cua biển, cua quẹt, lại ra luôn. Mày cua đồng. Cua đồng chính hiệu Việt Nam. Xuống chân còn sôi. Nồi đất giữ nhiệt tốt. Trong đi đâu? Đâu có nhà đâu, đây đâu gì? Đâu quyền thôi. Cái nêu trong cái phim chị cô Tích đó, chiếc áo tàng hình đó. Chị cô Tích, trong chị cô Tích nó có này, mình ở ngoài đời mình cũng có luôn nghe. Tại dầu để mình làm cho nóng lên bằng mình luộc cao kìa. Rồi sao rồi sao? Rau muống chín sao? Nên mình để trước lâu chín hơn là để lớp dưới đó rồi hay là để lớp trên mau chín chín mau hơn một lan chứ. Chơi nha, hôm nay là mình quyết mình sang lắm, mình có rau lan để ăn đó, chứ bình thường dễ gì, bình thường rau lan nhóc nhưng mà Tết không có. Tết mấy rau này hiếm, rau hiếm lắm. Thường mấy cô ở vườn hay đem ra Tết, ở đây ngày thường đem ra chợ quán mà ngày Tết người ta đi ăn Tết. Tết ăn Tết tao không chịu. Tôi đi hái. Nên cái rau này rất quý, tại mình có nên mới có ăn đó chứ thôi không có ăn rồi.
rau muống, rau lan. Mời cả nhà cùng ăn cơm với sườn ngố hiếu ngố nha. Mình ăn đạm bạc cả nhà ơi. Đọc lao lan luộc với cá. Cơm nồi đất nghe cả nhà, cơm cháy. Kho khô, kho tiêu chứ. Chắc mỡ đồ. Nè. Những món quyền tội luôn. Mời cả nhà. Đâu, mấy cái mỡ nó béo, mỡ giòn. Bây giờ trễ mình để vô nó mới giòn. Còn mình đừng có để sớm, tép mỡ đừng có để sớm. Cua rồi nó thấm vào cái cá kho này với nước mỡ đó, béo rồi giòn giòn rồi. À, mời cái nhận con cá bóng rồi. Bóng như tép. Thì cá bóng mồi á. Đây là đọc lan. Đọc lan nó bùi, nó ngọt ngọt. Ăn với cái này vô nó cá nó mặn mặn, thêm cái nước mỡ nó béo béo. Bóng nó mỏ được. Cơm cháy nè. Cá chập nha cả nhà. Tép nè. Ngày Tết ha, mà ngán thịt ha, ngán gà đồ á. Gặp món này của Trần Ngô Hiếu Ngô là hơi bị viết nha cả nhà. Chúng ta mấy con cua kho ăn ngon lắm luôn nha. Kho nó còn giữ được cái thịt nè, giữ được. Ồ, ba cái nước của tép mỡ nó béo béo thấm vô cua ha. Ăn mặn mặn là mình ăn cơm ngon lắm luôn. Mời cả nhà ăn cơm nữa nha. Chịu đâu nổi. Cầm máy quay mà gặp món kho quẹt giống như rau tập tè luộc này do lan luộc rồi chịu hết nổi luôn. Rau muống luộc luôn, rau muống đồng chín tiêu Việt Nam rồi cả nhà. Ăn bữa cơm đạm bạc đầu năm với hai hố nha, là cơm cá tại tự ở nhà mình để dành mình ăn. Cá mình bắt thì cá thiên nhiên thôi nha. Đồ thiên nhiên không à. Mấy ngày này mình đi giao chợ mua cũng không có luôn, bây giờ mình có tiền mua cũng không có để mua, cá không hình. Mời cả nhà. Hôm nay mưa luôn cả nhà. Bây giờ thấy rất hộp vậy. Chắc mở dần rốt à. Đồng á, cua non á. Nó mềm mà nó giòn giòn khóc à. Hôm gọi có mưa không ta? Gọi như không, hôm nay mưa, khổ quá. Mưa nè. Bữa mình đi về, trên đường đi về cũng mất mưa luôn. Mất mưa, nghẹt luôn. Nó hai cửa ở đây đó. Là
phong tục ké nước đó, nghĩa là tức nước là tệ là hên là may mắn đó. Chắc là cũng may mắn lắm rồi đầu năm đi mình gặp được đám mưa. Cũng đi chỗ cả nhà sao? Từ đây mình lên tới trên núi đó là 120 km nè. À. Tới chú Tấn thì 70 cây, 70 mấy cây. Rồi từ đó lên tới núi là 120 cây nữa. Đãi cái nhà bữa cơm đạm bạc của quê nên nó có gì thì chú mố sẽ đãi cái nhà cái đó, nên là có rau lan hái rau lan, rau muống hái rau muống, rồi cá mình bắt tại hồ. Hồ chú mố phải hôm nay giọng tôm hùm hay gì đó, hôm nay mình nấu nó ngon hết cả nhà. Tôm đâu tôm trời, có mấy con tép le que đó cả nhà, mình hốt lên được mấy con đó. Hay vậy chứ cái món này tuy nó không cao sang nhưng mà nó đậm tình quê hương nha cả nhà, những cái món ăn đậm bạc của bà con mình, những cuộc sống dân dã hàng ngày vậy đó. Nhưng mà cả nhà mình hôm nay thì kiếm thịt, kiếm cá, kiếm gà, kiếm vịt thì rất là dễ, tại vì hình như nhà nào cũng có. Nhưng mà bữa cơm đậm bạc như hôm nay có hai ngố gửi đến cả nhà thì nó cũng thấy khó rồi nha. Cả nhà ơi, cả nhà thấy hai ngố nấu ăn thấy nấu ăn với bắt cá thấy hay á cả nhà, hay không cả nhà? Hay bắt từ trong hồ bắt ra mà sao không hay được. Quá hay luôn. Hay cả nhà thấy hay sao được lắm. Thôi ký kênh được một chia sẻ nha. Thôi hai ngố cũng xin chúc cả nhà mình một năm mới vạn sự như ý, làm ăn phát tài. Bye bye, chào tạm biệt cả nhà. Bye bye.